ba Đời sống của chúng ta là sự tu hành của chúng ta. Thiền không tách rời khỏi cuộc sống. Mọi tình huống đều cung cấp cho chúng ta cơ hội để tu hành, để phát triển trí huệ và lòng tự ái. Achancha dạy rằng tu hành đúng đắn là duy trì chính niệm trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta không trốn tránh thế gian chúng ta tập sống trong thế gian mà không nắm giữ hay bị ràng buộc ngoài ra ngài nhấn mạnh rằng đức hạnh là nền tảng của đời sống tâm linh mặc dù xã hội hiện đại của chúng ta thờ ơ về đức hạnh giới hạnh phải được xem là nền tảng của việc hành thiền giới hạnh có nghĩa là tránh làm thương hại những chúng sinh khác với thân khẩu và ý sự tôn trọng và thương yêu này khiến chúng ta sống hòa hợp với muôn loài chung quanh chúng ta. Chỉ khi nào lời nói và việc làm của chúng ta phát xuất từ tình thương, chúng ta mới có thể an tâm và định trí. Vì thế, bất bạo động là bước đầu tiên trên con đường tâm linh của chúng ta. Để duy trì cuộc sống trong trung đạo, Ajahn Chah dạy về sự tri túc và tự lực. Đời sống dư dật gây chướng ngại cho việc phát triển trí huệ. Tri túc trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và nói giúp quân bình đời sống nội tâm và đồng thời phát triển khả năng tự lực. Đừng bắt chước lối tu hành của người khác và cũng đừng so sánh mình với họ. A -chan cha nhắc nhở, đừng để ý đến họ. Theo dõi tâm của mình đã mệt lắm rồi, tại sao phải mang thêm gánh nặng phán đoán người khác? tập sử dụng hơi thở của mình và xem cuộc sống hàng ngày của bạn như am thiền của bạn. Rồi trí huệ của bạn chắc chắn sẽ phát triển. Thiền trong mọi động tác Chính tinh tấn không phải là cố làm cho một điều gì đó xảy ra. Đó là cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi thời điểm. Cố gắng vượt qua sự biến nhát và phiền não cố gắng làm cho mỗi sinh hoạt trong ngày của chúng ta thành sự hành thiền. Giữ rắn A Chan Cha nói với một vị tăng mới thụ giới Việc tu hành của chúng tôi ở đây là không nắm giữ một thứ gì cả. Vị tăng liền phát biểu Nhưng đôi khi có còn vài thứ cần phải nắm giữ chứ. A Chan Cha trả lời Đúng thế, nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào đang bị rắn cắn và khi với sự tham ái tâm của bạn nắm giữ cái mà nó ưa thích nó thật sự chỉ đang nắm giữ cái đuôi rắn thôi và chẳng bao lâu thì cái đầu rắn sẽ quay lại cắn bạn hãy để chính niệm và sự không tham ái làm người canh giữ tâm mình như cha mẹ canh giữ con cái rồi khi sự yêu ghét đến réo gọi mẹ ơi con không thích cái này ba ơi con thích cái này nhiều thêm chỉ việc mỉm cười và nói được chứ nhưng mẹ ơi con thích có một con voi được thôi con muốn ăn kẹo con thích đi máy bay tất cả đều không quan trọng nếu bạn để cho mọi việc đến rồi đi một cách tự nhiên mà không nắm giữ khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu ghét phát sinh và si mê đi liền theo sau nhưng cũng sự tiếp xúc này mà giới chính niệm thì trí huệ có thể phát sinh. Đừng sợ những nơi có những thứ tiếp xúc với giác quan của bạn nếu bạn phải đến đó. Giác ngộ không có nghĩa là điếc và đuôi. Cứ mãi lo đọc thần chú để đẩy lùi mọi thứ. Bạn có thể bị xe đụng mà không hay. Chỉ chú tâm chính niệm và đừng để bị lừa gạt. Khi có ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế, khi người khác nói cái này thơm ngon hãy từ nhủ không phải thế đừng để bị dính mắt vào những sự tham đắm của thế gian hay sự phán đoán của thiên hạ cứ để mọi việc trôi qua một số người không thích bố thí họ sợ bị bóc lột hay bị áp chế và sẽ không thể có đủ để chăm sóc cho chính họ muốn trưởng dưỡng tâm bố thí chúng ta cần đè nén tâm tham lam và dính mắt từ đó bản chất thực sự của chúng ta mới hiển lộ trở nên nhẹ nhàng hơn và tự tại hơn giới hạnh sự tu hành có hai phần giữ giới là phần đầu giới luật đem lại hạnh phúc thoải mái và hòa hợp với mọi người phần hai tích cực hơn và không quan tâm đến sự thoải mái đó là thực hành giáo pháp của đức phật để tỉnh giác và giải thoát tâm mình khỏi mọi ràng buộc. Sự giải thoát này là nguồn gốc của từ bi và trí huệ, và là mục tiêu thật sự của Phật pháp. Hiểu rõ hai phần này là nắm được căn bản của sự tu hành chân chính. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp bên trong chúng ta, nuôi nấng và hướng dẫn chúng ta. Giới hạnh là nền tảng cho một thế giới hòa hợp mà trong đó con người có thể thực sự sống như một con người, không phải như loài cầm thú. Phát triển giới hạnh là trọng điểm trong sự tu hành của chúng ta. Giới rất đơn giản, chỉ có năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất kích thích làm mất chính niệm. Trao dồi tâm từ bi và tôn trọng tất cả sự sống thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Dùng giới luật để làm cho đời sống giản dị và trong sạch, lấy giới hạnh làm căn bản cho mọi hành động, và rồi tâm bạn sẽ trở nên hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trong một môi trường như vậy. Đức Phật dạy, làm điều thiện, tránh điều ác và tịnh hóa tâm cho nên chúng ta tu hành là để rũ bỏ những thứ rác rưởi vô giá trị và trưởng dưỡng những thứ có giá trị bạn còn có gì xấu xa trong tâm không hẳn nhiên là còn tại sao không dọn sạch nhà cửa của mình đối với sự tu hành chân chính thì bỏ điều ác trưởng dưỡng điều thiện là tốt nhưng không rốt ráo vì cuối cùng chúng ta cũng phải vượt lên trên sự tốt xấu có một sự tự do bao gồm tất cả và một trạng thái không ham muốn mà từ đó tình thương và trí huệ tự nhiên tuôn chảy. Chính tinh tấn và giới hạnh không phải là vấn đề bên ngoài mà là sự tỉnh giác liên tục và sự tự chế nội tâm. Vì thế, sự bố thí, giới thiện ý có thể mang đến hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng giới hạnh phải là gốc rễ của lòng từ thiện này thì nó mới hoàn toàn trong sáng một người không hiểu giáo pháp khi làm điều gì sai quấy họ thường nhìn trước trong sau xem thử có ai thấy không thật khờ dại làm sao phật pháp và nghiệp lực của chúng ta luôn nhìn thấy tất cả bạn cho là đức phật không thể nhìn thấy xa như vậy sao chúng ta không thể che giấu được điều gì trên cõi đời này hãy gìn giữ giới luật như người làm giường chăm sóc cây cối đừng bị ràng buộc vào tính chất lớn nhỏ quan trọng và không quan trọng một số người muốn đi đường tắt họ nói đừng lo định tâm làm gì cứ đi thẳng đến thiền quán đừng quan tâm đến giới hạnh cứ bắt đầu thiền định ngay chúng ta có quá nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham luyến của chúng ta chúng ta phải bắt đầu từ đây trực tiếp và giản dị khi hai bước đầu tiên giới hạnh và chính kiến đã hoàn tất thì bước thứ ba dứt trừ phiền não sẽ tự nhiên đến không cần suy tính cũng như khi đèn được thắp sáng thì bóng tối tự nhiên tan biến chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối cũng chẳng cần biết bóng tối đã đi đâu chúng ta chỉ biết đến ánh sáng tri giới có ba trình độ đầu tiên là khi thọ giới từ vị thầy Kế đến là khi chúng ta tự khép mình vào giới luật. Ở mức cao nhất là cho các bậc giác ngộ, là lúc không còn cần phải nghĩ đến giới luật nữa. Đức hạnh chân chính này đến từ trí tuệ đã thấu suốt tứ diệu đế và hành động từ sự hiểu biết này. Giới, định, huệ Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ nguyên nhân của đau khổ và một phương pháp thực tiễn trong sự tu hành của tôi tôi chỉ biết có một con đường đơn giản này thôi bắt đầu là giới kế đến là định và sau cùng là huệ nếu bạn xem xét ba yếu tố này cẩn thận sẽ thấy rằng chúng thật sự là một chúng ta thực hành giới như thế nào thật ra muốn phát triển giới hạnh chúng ta phải bắt đầu bằng trí huệ thói thường chúng ta nói giữ giới hay trì giới trước tuy vậy để giới được rốt ráo thành tựu chúng ta phải có trí huệ để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của giới khởi đầu bạn phải xem xét hành động và lời nói của mình tìm hiểu tiến trình nhân quả nếu bạn quan sát hành động và lời nói để nhận biết chúng có thể gây tai hại như thế nào bạn sẽ bắt đầu hiểu kiểm soát và tịnh hóa nhân và quả nếu bạn biết được thế nào là hành vi và lời nói tốt và không tốt, thì bạn đã biết được cách tu tập để bỏ điều ác và làm điều lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm trở nên ổn định và tập trung. Sự định tâm này giới hạn bất sự dao động và nghi ngờ. Với tâm tĩnh lặng này, bạn có thể quán chiếu và nhận biết rõ ràng hình sắc và âm thanh khi chúng đến. Nhờ không cho tâm phóng ra ngoài, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý khi bạn giữ được sự nhận biết này liên tục trí huệ sẽ phát sinh lúc bấy giờ giới định huệ có thể được xem như một khi chúng chính mùi chúng trở thành đồng một thể đó là chính đạo khi tham sân si khởi sinh chỉ có chính đạo mới có thể diệt trừ chúng giới định huệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau rồi bất cứ trần cảnh nào khởi sinh, đạo đều kiểm soát được. Nếu đạo vững vàng có thể tiêu trừ các phiền não tham sân si. Nếu đạo yếu thì phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và hủy hoại tâm chúng ta. Lục trần sinh khởi và vì không rõ bản chất của chúng, chúng ta sẽ để cho chúng hủy hoại chúng ta. Đạo và phiền não luôn đi chung với nhau. Người tu học Phật phải luôn tranh đấu với cả hai, cứ như có hai người đang vật lộn với nhau. Khi đạo nắm quyền điều khiển, thì đạo sẽ giúp sức cho chính niệm và thiền quán. Nếu bạn có thể duy trì được chính niệm mãi, phiền não sẽ chấp nhận thua cuộc ngay khi nó bước vào trận chiến. Nếu bạn tinh tấn trên đường đạo, phiền não sẽ tiếp tục bị tiêu trừ. Nhưng nếu bạn yếu, khi đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế dẫn đến tham ái si mê và đau khổ đau khổ chỉ khởi sinh khi giới định huệ suy yếu một khi đau khổ phát sinh thì khả năng diệt trừ phiền não biến mất chỉ có giới định huệ mới có thể giúp cho đạo hồi sinh khi giới định huệ phát triển đạo bắt đầu hoạt động liên tục để diệt trừ nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi thời điểm và mọi tình huống Cuộc chiến này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề mới kết thúc. Cho nên các bạn hãy kiên trì tu tập không ngừng nghỉ. Sự tu hành bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ. Những giáo lý về giới hạnh và trí huệ chỉ trực hướng đến tâm. Nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh quyền nhau cho đến cuối cùng. Cho nên bạn phải kiên trì, nhẫn nại và tinh tấn. Và rồi trí huệ sẽ tự nhiên đến. Giới định huệ tạo nên đạo. Nhưng đạo này chưa phải là chân pháp, không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện dẫn đến cứu cánh. Ví dụ, bạn đi trên con đường dẫn từ Bangkok đến Quapapong. Con đường rất cần thiết để đạt đến mục tiêu của bạn nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con đường cũng thế ấy chúng ta có thể nói rằng giới định huệ không phải là chân lý nhưng là con đường dẫn đến chân lý khi bạn phát triển ba yếu tố này kết quả là sự bình an kỳ diệu nhất trong sự bình an này sắc tướng và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn bạn không còn gì phải làm nữa bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mình đang nắm giữ, không chút ngần ngại. Được thế, bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào ai khác. Và cuối cùng, bạn sẽ thể nghiệm giáo pháp của những bậc giác ngộ. Tuy nhiên, đừng vội đo lường sự tiến bộ của mình, cứ tiếp tục hành thiền. Nếu không, mỗi khi tâm trở nên an tịnh thì bạn sẽ hỏi, phải đây không? Ngay khi bạn nghĩ như vậy, toàn bộ nỗ lực đều tiêu tan. Không có dấu hiệu nào để nhận biết sự tiến bộ của bạn giống như dấu hiệu. Đây là đường đến Quá Pa Pong. Hãy vứt bỏ mọi kỳ vọng và chỉ quan sát những lối ngõ của tâm. Thế nào là tự nhiên? Một số người muốn tu hành một cách tự nhiên, than phiền rằng lối sống ở đây không thích hợp với họ tự nhiên là cây cối trong rừng nhưng nếu quý vị muốn cất một ngôi nhà trong ấy phải chăng sự tự nhiên không còn nữa nhưng nếu bạn biết dùng cây để lấy gỗ xây một ngôi nhà thì cây sẽ có giá trị nhiều hơn hoặc giả như con chó là tự nhiên chạy đây chạy đó theo cái mũi của nó ném một khúc xương thì cả đàn chó chạy đến cấu xé nhau phải chăng đây là điều tự nhiên mà bạn muốn ý nghĩa thật sự của tính tự nhiên có thể được khám phá qua sự nghiêm trì giới luật và tu hành của chúng ta sự tự nhiên này vượt lên những thói quen điều kiện và lo sợ của chúng ta nếu tâm con người cứ để phóng túng tự nhiên không huấn luyện nó sẽ đầy rẫy tham sân si và đau khổ sẽ phát sinh từ đó nhưng qua sự tu hành chúng ta cho phép tình thương và trí huệ phát triển tự nhiên cho đến khi nó đơm qua kết trái ở khắp mọi nơi. Điều độ Sự tu hành có ba điểm căn bản. Thứ nhất là thu thúc lục căng. Nghĩa là không chìm đắm và dính mắt vào lục trần. Thứ hai, điều độ trong việc ăn uống. Thứ ba, tỉnh thức. Một, thu thúc lục căng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những sự bất thường của thân thể như đuôi, điếc, tật nguyền, chân chân. Nhưng sự bất thường của tâm là một vấn đề khác. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy sự việc khác hẳn. Bạn có thể thấy những méo mó của tâm mà trước đây có vẻ bình thường và bạn có thể thấy những hiểm họa ở nơi mà trước đây bạn không hề biết. Điều này giúp bạn thu thúc. Bạn trở nên nhạy cảm như người đi vào rừng và bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc và gai nhọn, dân dân. Một người có vết thương càng phải thận trọng hơn trước sự nguy hiểm của ruồi và mũi độc. Cũng vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm phát sinh từ lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căng là điều thiết yếu, là giới hạnh cao nhất. 2. Điều độ trong việc ăn uống Nhịn đói thì dễ, nhưng ăn ít và điều độ thì khó làm hơn. Thay vì nhịn đói thường xuyên, hãy tập ăn uống trong chính niệm. Ý thức được nhu cầu thực sự của mình, tập phân biệt giữa sự cần thiết và ham muốn. Đào luyện cơ thể không phải là tự hành hạ mình. Không ngủ, không ăn có vẻ như cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thật sự muốn đối trị sự biến nhát và phiền não hãy khuấy động chúng và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng, thì những hành động có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ và nói ít lại, nhằm đối kháng những ham muốn của chúng ta, khiến chúng phải xuất đầu lộ diện. 3. Tỉnh thức Muốn có được chính niệm thì phải nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ khi bạn cảm thấy thích thú dù có những lúc bạn thiền suốt đêm nhưng những lúc khác bạn để cho sự biến nhát thống trị thì tu tập như vậy cũng không đúng phải luôn duy trì chính niệm như cha mẹ canh chừng con cái không để cho chúng làm bậy dạy cho chúng biết điều hay lẽ phải thật là sai lầm khi nghĩ rằng có những lúc bạn không có cơ hội để hành thiền bạn phải không ngừng nỗ lực nhận biết chính mình nó cũng cần thiết như hơi thở của bạn bạn phải tiếp tục thở trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu bạn không thích một vài sinh hoạt nào đó chẳng hạn như sự tụng kinh trì chú hay làm việc và vì vậy mà bỏ qua sự hành thiền thì bạn sẽ không bao giờ có được sự tỉnh thức dựa vào chính mình đức phật dạy rằng những ai muốn hiểu biết phải tự mình chứng ngộ chân lý rồi bạn sẽ chẳng mang đến sự khen chê của thế gian nữa nhưng một người không tự tin sẽ cảm thấy mình dở thật nếu có người chê mình dở thật là phí thời giờ nếu người ta nói anh là xấu chỉ tự xét lấy mình nếu điều họ nói là sai thì quên đi nếu họ nói đúng hãy theo đó mà chỉnh đốn dù là thế nào đi thì tại sao phải tức giận nếu bạn có thể nhận thức được như vậy bạn sẽ thật sự bình an không có gì sai cả tất cả đều là pháp nếu bạn thật sự sử dụng những công cụ mà đức phật ban cho chúng ta bạn không cần phải ganh tỵ với người khác trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin bạn biết tự túc có thể tự mình kiếm ra tiền tuy vậy nếu tu hành mà bạn chỉ có thể sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái bởi vì chúng là của chính bạn bạn cứ nghĩ tu hành là khó khăn vì bạn tranh đấu, bám vào cái biết của người khác. Rồi Đức Phật bảo, bạn phải nương tựa vào chính mình thì bạn nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhưng rồi, bạn lại thấy khó khăn nữa, nên Đức Phật dạy thêm, nếu bạn bị ràng buộc và nắm giữ thứ gì, không cần biết nó là của ai cũng đều phiền toái. Nói cách khác, bạn nắm một cục than đỏ trong nhà bếp của người hàng xóm hay trong nhà bếp của bạn thì nó cũng nóng như nhau cho nên đừng nắm giữ bất cứ thứ gì đây là cách tôi tu hành đó là phương pháp trực tiếp tôi không tranh đấu với ai cả nếu bạn đem kinh điển hay tâm lý học ra để tranh cãi với tôi tôi sẽ không tranh cãi với bạn tôi chỉ trình bày cho bạn thấy nhân và quả để bạn hiểu chân lý của sự tu hành chúng ta tất cả đều phải tập nương tựa vào chính mình đừng bắt chước người ta thường hay bắt chước vị thầy của mình họ trở thành những bản sao hay cái khuôn đúc chẳng khác nào câu chuyện về người huấn luyện ngựa của vua người huấn luyện ngựa cũ của nhà vua đã già và chết nhà vua thuê một người huấn luyện ngựa mới nhưng không may người huấn luyện ngựa mới này bị tật ở chân nên bước đi khập khẩn ông được giao cho những con ngựa mới và xinh đẹp. Và ông huấn luyện chúng rất tài tình, chúng chạy, phi nước kiệu, kéo xe, vân dân. Có điều, con ngựa nào được ông huấn luyện cũng đều bước đi khập khẩn. Thay lạ, nhà vua cho gọi người huấn luyện ngựa đến hỏi. Khi thấy ông ta khập khẩn bước vào ý kiến, nhà vua liền hiểu ra mọi lẽ và tức khắc mướn một người huấn luyện ngựa khác. Là thầy, quý vị phải ý thức đến sức ảnh hưởng của lối sống và cung cách bên ngoài của mình. Là học trò, bạn không nên bắt chước theo dáng dấp cung cách bên ngoài của vị thầy. Vị thầy chỉ xoay bạn vào sự hoàn mỹ nội tại của chính bạn. Hãy lấy trí huệ bên trong làm khuôn mẫu và đừng bắt chước dáng đi khập khẩn của vị thầy. Biết mình, biết người Hãy hiểu thân và tâm của chính bạn trước, rồi bạn sẽ hiểu người khác. Nét mặt, lời nói, cử chỉ, hành động của một người, tất cả đều phát xuất từ tâm thái của người ấy. Vị Phật, một người giác ngộ có thể đọc được chúng bởi ngài đã có kinh nghiệm và nhìn thấy bằng tuệ nhãn những tâm thái bên dưới, những biểu hiện bên ngoài này, cũng như một người già lão luyện từng sống qua thời niên thiếu có thể hiểu rõ tâm lý của trẻ con. Sự tự biết này khác với trí nhớ. Một người già có thể rất sáng suốt bên trong dù họ có vẻ chậm chạp đối với những việc bên ngoài. Đọc sách để học hỏi có thể rất khó khăn đối với họ vì họ quên tên, quên mặt, vân dân. Có thể họ biết rất rõ rằng họ muốn cái thau nhưng vì trí nhớ kém nên họ nói lấy cho họ cái ly nước. Nếu bạn nhận thấy những trạng thái liên tục sinh và diệt của tâm mà không bị ràng buộc vào đó, không bị ràng buộc vào hạnh phúc hay khổ đau, thì những đợt tái sinh mới của tâm sẽ ngày càng ngắn dần. Buồn bỏ rồi thì dù bạn có rơi vào những tình trạng địa ngục đi nữa, cũng chẳng thấy dao động gì mấy, bởi bạn biết sự vô thường của chúng tu hành đúng cách thì những nghiệp cũ của bạn sẽ tiêu tan dần biết sự việc sinh và diệt như thế nào bạn có thể duy trì chính niệm và thản nhiên trước mọi việc cũng như trường hợp hai cội cây nếu bạn vung phân và tưới nước cây này nhưng không chăm sóc cây kia thì bạn biết rõ cây nào sẽ sống và cây nào sẽ chết Hãy để cho người khác được tự tại. Đừng bắt lỗi người khác, nếu họ cư xử không đúng, bạn cũng đâu cần làm khổ mình. Nếu bạn chỉ cho họ thấy sự sai lầm của họ nhưng họ vẫn không sửa đổi thì hãy để mặc họ. Khi Đức Phật theo học với nhiều vị thầy khác nhau, ngài nhận thấy phương pháp của họ có chỗ thiếu sót, nhưng ngài không dèm pha hay chê bai họ nhờ thái độ khiêm tốn và tôn trọng ngài gặt hái được nhiều lợi ích trong khi học với họ tuy ngài nhận thấy rằng phương pháp của họ chưa hoàn mỹ nhưng vì ngài vẫn chưa ngộ đạo nên ngài không phê bình hay tìm cách chỉ dạy họ sau khi giác ngộ ngài nhớ đến những người thầy cũ của mình với lòng kính trọng và muốn chia sẻ sự khai ngộ của mình với họ tình yêu chân thật tình yêu chân thật là trí huệ chứ thứ tình yêu mà phần lớn con người nghĩ chỉ là một cảm xúc tạm bợ nếu bạn được ăn ngon mỗi ngày bạn cũng sẽ thấy nhàm chán cũng vậy sự yêu thích đó cuối cùng rồi cũng đi đến chán ghét và phiền muộn niềm hạnh phúc thế gian đó mang tính chất ràng buộc và luôn gắn liền với đau khổ chẳng khác nào cảnh sát theo sau tên trộm tuy thế chúng ta không thể đè nén hay ngăn cấm những cảm xúc đó chúng ta chỉ không nên bám phiếu vào hay đồng hóa mình với chúng được vậy thì chúng ta luôn ở trong giáo pháp hai người yêu nhau nhưng cuối cùng rồi một trong hai người phải ra đi hay chết than khóc tưởng nhớ mãi bám vào một thứ gì đã thay đổi là đau khổ chứ không phải là tình yêu khi chúng ta chứng ngộ chân lý này không còn cần hay muốn nữa thì trí huệ và tình yêu chân thật tức tình yêu vượt trên tham ái sẽ tràn ngập thế giới của chúng ta học hỏi từ cuộc sống buồn chán là chuyện không có thật nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy rằng tâm luôn dao động và vì thế chúng ta luôn có việc để làm hãy tự mình làm những việc lặt vặt như dọn dẹp sau bữa ăn làm việc nhà khoan thai và trong chính niệm không khua chén bát không đóng sầm cửa làm như vậy sẽ giúp bạn phát triển định lực và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn nhờ đó bạn cũng có thể biết được mình có thật sự sống trong chính niệm không hay vẫn còn chìm đắm trong phiền não nếu bạn là người phương tây lối sống thường vội vã hơn cho nên những sự hạnh phúc đau khổ và phiền não của bạn cũng đa dạng và phức tạp hơn nhưng nếu bạn tu hành đúng đắn thì vì phải đối phó với nhiều vấn đề hơn trí huệ của bạn sẽ phát triển nhiều hơn về sau đối trị tâm đạo giác ngộ và niết bàn là những điều có thật nhưng chúng không phải ngẫu nhiên mà đạt được chúng là kết quả của sự tu hành và nỗ lực đúng đắn của sự dũng mãnh dám tôi luyện dám nghĩ dám làm và nỗ lực này bao gồm cả việc đối trị với chính tâm của mình đức phật dạy chúng ta đừng tin vào tâm của mình bởi nó phiền não bất tịnh và chưa thể hiện giới hạnh hay giáo pháp vì thế tất cả những lối tu tập khác nhau của chúng ta đều để đối trị cái tâm này khi tâm bị đối kháng nó trở nên nóng nảy buồn bực và rồi chúng ta bắt đầu nghi ngờ phương pháp tu hành của mình vì sự tu hành can thiệp vào phiền não xen vào tham ái nên chúng ta đau khổ đến nỗi có lúc muốn ngừng tu hành nhưng đức phật đã nói rằng đây là chính đạo và đó là phiền não chứ không phải là bạn đang bốc cháy Dĩ nhiên, tu hành như thế không phải dễ. Nhiều thiền giả chỉ tìm kiếm giáo pháp thông qua sách vở và kinh điển. Dĩ nhiên, lúc cần nghiên cứu thì dựa vào đó, nhưng lúc đang chiến đấu với phiền não, bạn phải chiến đấu ngoài kinh điển. Nếu bạn chiến đấu dựa vào những khuôn mẫu có sẵn, bạn không thể đối phó với quân địch. Kinh điển chỉ đưa ra một thí dụ điển hình và có thể khiến bạn lạc lối bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm suy nghĩ theo khái niệm tạo nên ảo giác mộng tưởng có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống địa ngục đến tận cùng của trí tưởng tượng vượt ra khỏi chân lý giản dị nằm ngay trước mắt bạn nếu muốn tu tập bạn sẽ thấy rằng ẩn vật là điều cần thiết trong thời gian đầu khi bạn sống ẩn vật bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của Ngài Xá Lợi Phất về ba loại ẩn cư, gồm thân ẩn cư, tâm ẩn cư, phiền não và cám dỗ ẩn cư. Ngài dạy rằng thân ẩn cư là để giúp phát triển tâm ẩn cư và tâm ẩn cư là để phát triển phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, nếu tâm bạn an tĩnh, bạn có thể sống ở bất kỳ nơi nào, nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp, thì thân ẩn cư có giá trị vô lường hôm nay hay bất cứ lúc nào hãy đi xa khỏi thôn làng và ngồi thiền hãy cố thử sống một mình bạn cũng có thể tự mình leo lên một ngọn đồi cao heo hút để ngồi thiền nơi đó và rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu thế nào là nhìn vào chính mình dù bạn có đạt được trạng thái tĩnh lặng chưa cũng đừng quan tâm ngày nào bạn còn tu tập bạn đang tạo nên những nhân đúng đắn và sẽ biết cách sử dụng những kết quả gặt hái được từ sự tu hành đừng sợ rằng bạn sẽ không thành công sẽ không đạt được sự tĩnh lặng nếu bạn tu hành nghiêm túc trí huệ sẽ ngày càng khai mở những ai tìm sẽ thấy chỉ người ăn mới thấy no xả bỏ làm bất cứ việc gì cũng nên làm giới tâm xả bỏ, đừng kỳ vọng được khen thưởng hay đền đáp. Nếu bạn xả bỏ được một ít sẽ được một ít bình an, nếu bạn xả bỏ nhiều sẽ được nhiều bình an. Nếu xả bỏ hoàn toàn, bạn sẽ đạt được sự bình an và tự do hoàn toàn. Và những cuộc tranh chấp của bạn với thế giới này sẽ kết thúc